Xin chào quý anh chị và các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Ngọc Đăng. Ngày hôm nay thì Ngọc Đăng sẽ dẫn quý anh chị và các bạn xem những chiếc xe đang được bày sẵn tại showroom của thương hiệu Land Rover. Đây, mời quý vị và các bạn. Thật ra thì tầm này thì tất cả mọi người đều biết là kinh tế đang đi xuống. Thế nên là hiện tại thì bình thường sẽ có rất là nhiều mẫu xe sẽ phải chờ rất là lâu thì mới có hàng. Tuy nhiên thì do kinh tế đi xuống thì hàng sẽ hơi chậm. Tuy nhiên thì đây cũng là cơ hội để có nhiều mẫu xe chúng ta phải chờ nó sẽ có sẵn. Đây, mời quý anh chị các bạn theo chân Ngọc Đăng nhé. Phía trên đầu của góc này thì showroom đang bày có hai chiếc Evoque, một chiếc màu đồng Lato Bron và chiếc dưới góc. Đây, mời camera đi theo Ngọc Đăng nhé. Đây, ở dưới này sẽ có thêm một chiếc Evoque nữa, màu Nolita Grey. Đây là một mã màu mới được đưa về Việt Nam và màu này rất là hot và rất là nhiều khách hàng thích. Bên cạnh đây có chiếc Vela màu đỏ. Chiếc này có giá 5,2 tỷ. Đây là bản SE, đời Dynamic, rất là đẹp. Màu đỏ này thì sẽ hợp với cả khách hàng thích sự năng động thể thao. Đây, mời tiếp tục khách hàng đi cùng Ngọc Đăng tiếp nhé. Khu vực bên này đi. Khu vực bên này thì có chiếc Discovery Sport màu đen. Đây là dòng thể thao đa dụng, có thể là linh hoạt chở được đến 7 người. Thiết kế 5+2, đa dụng, tiện lợi và nhỏ gọn nhé. Rồi mời các bạn đến khu vực giữa của showroom Land Rover nhé. Ở đây thì chúng mình bày ở đây có 3 chiếc này. Ở đây hiện tại đang có bên cạnh hai bên này là chiếc Land Rover Sport model 2023. Đây là model mới ra mắt tháng 3 vừa rồi. Các bạn đã xem báo chí và cả video mình giới thiệu ra mắt. Thì ở đây chúng ta có bày hai chiếc, một chiếc màu Vassim Blue và một chiếc là màu đỏ Fan Red. Đây là hai màu các bạn có thể nhìn thấy cái cách thức thiết kế mới của chiếc Sport và kết hợp cùng với cả hai màu sắc này. Đơn giản như chiếc này thôi, làm cái chiếc xe giống như một viên ngọc ấy, nó bừng sáng lên. Và hai chiếc xe này là phiên bản First Edition. Nó được thiết kế và được lấy theo cái option và những cái phong cách giống hệt những chiếc xe mà ra mắt toàn cầu trên thế giới các bạn nhé. Chính vì vậy thì là nó sẽ đầy đủ option nhất các bạn có thể mua chiếc xe này. Thì nếu thông thường mà các bạn đặt hàng thì sẽ không có sẵn đâu. Nhưng mà do là hiện tại bây giờ là thực ra các bạn đều hiểu là kinh tế nó hơi chậm nên là xe đã có sẵn, các bạn có thể đến và lấy ngay. Bên này có chiếc Discovery, dòng xe 7 chỗ gia đình full size. Chiếc này sẽ phù hợp to để các bạn có thể đi gia đình, đi muôn nơi và các bạn có thể phục vụ nhiều mục đích. Chiếc xe này thì thay form từ 2022 rồi và đây cũng là mới về cho chiếc này. Tất nhiên là nó là model 2023 rồi, nhưng mà ý Ngọc Đăng muốn nói là cái form này đã thay đổi từ 2022. Chiếc này thì rộng rãi lắm, thoáng lắm. Chiếc này thì nhiều khách hàng ít để ý bởi vì thật ra là đối với thương hiệu Land Rover, khách hàng để ý nhiều với cả dòng Land Rover nhiều hơn. Còn ở dưới này, hai siêu phẩm này thì tất nhiên là rất là hiếm rồi. Đây, hai chiếc Land Rover to. Đây là mẫu L460, đây là mẫu mới ra mắt. Và hai mẫu này ở đây chúng ta đang có sẵn là hai chiếc xe Land Rover phiên bản 2023 chụp cơ sở dài. Một chiếc màu Batomi Gold và một chiếc màu Belgravia Green. Hai màu cực kỳ là cực phẩm của mã màu mới và rất nhiều khách hàng lựa chọn. Và cũng đang là sẵn hai chiếc này, có thể sẵn giao ngay. Nếu như khách hàng mà yêu thích phong cách to như thế này thì đều có thể đến với cả showroom Land Rover để có thể lấy luôn hai chiếc xe này nếu như các bạn muốn. Thì ở bên này thì các bạn có thể nhìn thấy nội thất ở đây thì là một kem Polino. Nghe cái tên thôi mà đã thấy hấp dẫn rồi, rất sáng, làm cho nội thất nó sang trọng hơn rất là nhiều. Đây, thiết kế phong cách hoàn toàn mới. Và một điều chắc chắn các bạn có thể biết là tất cả các dòng xe của thương hiệu Land Rover đều đã được thay form và thay đổi tất cả cho model mới rồi. Chính vậy tất cả bây giờ nếu như các bạn mua xe thì đều đã được sử dụng những mẫu xe mới nhất và những cái công nghệ tiên tiến nhất. Đó. Thì trên đây thì Ngọc Đăng đã giới thiệu cho quý anh chị và các bạn một vòng về các mẫu xe đang được trưng bày tại showroom Land Rover Hà Nội. Và nếu như quý anh chị và các bạn có thời gian rảnh, mời các bạn đến showroom Land Rover Hà Nội để tham quan xe. Và nếu như các bạn muốn sở hữu một trong những chiếc xe ở đây thì hãy liên hệ với Ngọc Đăng để Ngọc Đăng hỗ trợ trực tiếp lái thử và xem xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.